Mẹ ơi, thằng Sóc trượt rồi. Khi mình nghe cái thông tin đó, mình cảm thấy như đất sụt dưới chân mình. Và trước mắt mình là một màn tối đen. Mình sợ nhất là con mình sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào. Xin chào quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả đang theo dõi chương trình Trường Học Hạnh Phúc. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Thị Kim Hạnh, hiện đang là phó hiệu trưởng của trường tiểu học Trần Thị Lý, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên ngày hôm nay mình có mặt tại đây với vai trò là một người mẹ. Mình nhớ lại câu chuyện đã xảy ra với mình 4 năm về trước, cũng vào khoảng thời gian này. Đó là ngày con có kết quả lớp 10. Con gái đầu của mình gọi mình vào và thì thào: mẹ ơi, thằng Sóc trượt rồi. Khi mình nghe cái thông tin đó, mình cảm thấy như đất sụt dưới chân mình. Mình sụp xuống một cái hố rất sâu. Và trước mắt mình là một màn tối đen. Mình thấy rằng là mình không ổn rồi. Mình đi lên cái góc nơi mình vẫn ngồi tĩnh lặng mỗi ngày và bắt đầu tự soi xét nội tâm của mình. Mình cảm thấy bên trong mình rất là sợ hãi. Mình bắt đầu tự hỏi điều gì đã khiến cho mình có cảm giác đó. Mình sợ nhất là con mình sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào. Rồi lại rất là kinh hoàng nghĩ ra cái cảnh là nó sẽ trách móc, ăn vạ, đổ lỗi tại mẹ, tại chị đã ngăn cản nó đổi nguyện vọng vào phút chót, để bây giờ nó trượt cả hai nguyện vọng. Và rồi lại cũng sợ hãi con mình tiếp theo sẽ làm gì, cuộc sống của con sau này sẽ ra sao. Khi mình đã thấy mình có những nỗi sợ như thế thì lại lắng một chút nữa, mình lại thấy một nỗi sợ khác. Mà hình như cái nỗi sợ này mới là nỗi sợ thật. Mình sợ chồng mình lại trách móc mình làm mẹ mà không biết dạy con. Rồi mình lại nghĩ mình là giáo viên, lại là quản lý giáo dục của một trường, cũng có sĩ diện chứ. Giáo viên, đồng nghiệp, rồi các cán bộ quản lý ở phòng giáo dục sẽ nhìn mình như thế nào. Và mình dần dần nhận ra cái nỗi sợ lớn nhất ở bên trong mình không phải là nỗi sợ về tương lai của con đâu, mà là nỗi sợ về cái việc mình phải đối diện với sự thật này. Sợ về phải gánh trách nhiệm về cái kết quả này. Khi nghĩ về những điều đó, mình mới thấy đây chính là nỗi sợ thật sự của mình. Theo thói thường, trước mỗi biến cố thì mình có một câu thần chú: mọi việc xảy ra đều có tính chính xác, ý nghĩa và lợi ích. Ừ thì việc này nó đã chính xác rồi. Mình đã từng phải đối diện với nỗi sợ học của con khi mình và bố của con ép con học trong cái mùa hè của lớp 1. Thì sau đó mình đã phải thả lỏng con, không ép buộc con nữa. 4 năm trung học cơ sở của con cũng lơ là, con không cố gắng. Thì cả hai cái cộng lại, cái kết quả này là đúng rồi mà. Vậy thì cái việc của mình lúc này là tìm ra ý nghĩa và lợi ích của vấn đề này. Mình tập trung tâm trí của mình để tìm cho ra cái lời giải đó. Bắt đầu mình nhận ra cái lợi ích đầu tiên là con đường của con thật sự là không hề đóng như mình nghĩ. Bắt đầu mình nhớ lại cái cảnh mà mình đã thấy con chơi vào lúc 2 tuổi rưỡi. Con đã cố sửa cái mạch điện ở trong cái đồ chơi của con. Con cố gắng chập nó lại để nó sáng đèn lên. Thì lúc đó mình đã nghĩ rằng là à, thằng bé này mình sẽ cho học trung cấp nghề. Chỉ có điều là cái trung cấp nghề đó nó sẽ diễn ra sau khi con tốt nghiệp 12, chứ không phải con trượt lớp 10 như lúc này. Nhưng mà biết đâu đây lại là một cái cơ duyên để con được đến với nghề sớm hơn. Khi nghĩ về những điều đó thì thật sự là bên trong mình nó đã ổn. Khi mình ổn thì mình sẽ hỗ trợ con được tốt hơn. Và bắt đầu mình đứng dậy để đưa ra một quyết định khác: con phải đối diện với vấn đề này.
Thế là mình vào phòng gọi con dậy và nói với con rằng đã có kết quả lớp 10 và cái số điểm của hai trường nó là như thế này. Thì lúc đó con hốt hoảng, con không tin. Con lật đật chạy lên cái phòng, có máy vi tính, con mở kết quả ra con xem. Khi thấy cái kết quả đó là sự thật, thì con ngồi thụp xuống ôm đầu và khóc, nức nở, rất là đau khổ. Bản thân mình lúc đó cũng hòa vào với nỗi khổ của con. Thì sau khi con khóc lóc vật vã và giống như mình hình dung, con cũng đổ lỗi ngay cho mẹ và chị. Tại sao lại ngăn cản con, không cho con đổi nguyện vọng lại một cái trường khác? Nếu như 4 năm học trung học cơ sở của con cố gắng, thì có thể năm này con đã đậu rồi. 4 năm đó, năm nào con cũng thi lại. Đó là một bài học cho con. Thì khi nghe mẹ nói rắn giọng như thế, con cũng dần dần điềm tĩnh trở lại. Có lẽ con cũng đã nhìn nhận về bản thân mình rõ hơn. Tuy nhiên là con vẫn rất là vật vã. Nhìn nét mặt của con, mình hiểu. Đêm đó thật sự là rất dài với cả gia đình của mình. Đêm đó, giấc ngủ với mình chỉ là vật vờ. Vì mình vẫn sợ con nghĩ dại, nghĩ quẩn. Lỡ con làm gì dại dột. Mình chạy lên phòng con để xem con thế nào. Nhưng rồi cũng may, mọi chuyện cũng qua một đêm. Và cái đêm đó thì mình cũng nghĩ bước tiếp theo mình sẽ làm gì cùng con. Con cần sự hỗ trợ về mặt tâm lý như thế nào. Hoạch định tương lai của con ra sao. Thế là sáng hôm sau, mình thức dậy và bắt đầu hành trình đồng hành cùng con, đi tìm một con đường mới. Mình đã có cuộc nói chuyện với con. Con muốn điều gì? Lúc này mình mới đưa ra cho con thấy 3 con đường con có thể đi. Trung tâm giáo dục thường xuyên, hay con thi lại để học lại, hoặc là con chọn trường nghề. Con chưa sẵn sàng tâm thế. Con không muốn chọn cách nào cả, bởi vì cách nào cũng khiến con cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Sau đó thì mình đi tới trường cao đẳng nghề. Mình xin cái catalog giới thiệu về trường nghề đem về cho con xem. Thì con bắt đầu thấy con thích học nghề. Con muốn học nghề cơ khí. Cái trường cao đẳng nghề đó nó cũng có đào tạo ngành công nghệ ô tô. Và cũng thật là may mắn, con có thể đi từ trung cấp lên cao đẳng rồi đến đại học với ngành công nghệ ô tô. Thế là cả hai mẹ con đều quyết tâm là chọn ngành này. Tuy rằng là ba của con cũng không muốn lắm, nhưng mà bản thân mình và con đều cảm thấy là ngành này sẽ hợp với con nhiều. Mình làm cho con một cuốn sổ có hình một con người đang leo dốc và nói với con rằng là mỗi ngày con hãy viết ra vào cuốn sổ này một cái điều mà con cho rằng nó là lợi ích và ý nghĩa của sự cố trượt lớp 10 này. Khoảng một tuần sau thì con đã có lúc nói với mình là mẹ ơi, con cảm thấy giống như là ông trời đã cho con cái điều này. Và thật sự khi nghe con nói điều đó, lòng mình hạnh phúc. Nó hạnh phúc hơn cả là khi con quyết định con vào trường nghề, bởi vì mình thấy rằng là con đã vỡ ra được cái điều này và con đã thực sự đi qua được cái chướng ngại ở bên trong con. Con chọn trường nghề, nhưng mà có thể trong tâm thế của con chưa sẵn sàng lắm. Con vẫn có thể thấy sự tủi hổ bên trong con. Thế thì bây giờ cái điều gì khiến con sợ nhất? Thì lúc đó con mới chia sẻ là con sợ nhất là khi con đến nhà ông bà nội ngoại hay là gặp những người thân quen của nhà mình. Người ta hỏi con là thế con vào trường nào? Con không biết trả lời là làm sao. Lúc đó trong đầu mình lóe lên một cái suy nghĩ là thế thì mẹ sẽ cho cả thế giới này biết là con đã trượt lớp 10. Nghĩ thì dễ, chứ làm cũng khó. Không lý là mình lại đăng lên Facebook của mình là ừ con tôi trượt lớp 10 rồi. Lại có cái sĩ diện và nỗi lo lắng là làm sao để cho mọi người biết là con mình đã trượt lớp 10 và có sự đồng cảm ở trong đó, chứ không phải là sự phán xét. Cho đến một ngày, tự nhiên mình ngồi nghĩ đến con, nghĩ về câu chuyện của con, về nỗi khổ bên trong con và cả bên trong mình. Tự nhiên bên trong mình có một cái niềm thương cảm với con và với chính mình rất là lớn. Bắt đầu mình mở Facebook của mình ra trên máy vi tính và mình bắt đầu gõ gửi con trai.
khi mình đã viết nó xong, nhưng mà để nhấn cho nó cái chữ đăng lên trên trang cá nhân, cũng có một chút trùng xuống ở bên trong lòng mình, lại một chút do dự, cũng lại một nỗi sợ dâng lên, sợ người ta nói có hay ho gì đâu mà kể. Nhưng mà nghĩ đến nỗi sợ của con, và mình quyết định nhấn public. Mình ngồi lặng đi, và hai hàng nước mắt của mình cứ tuôn chảy. Mình khóc rất là nhiều, nhưng thật sự không phải mình khóc vì sợ hãi, cũng không phải khóc vì quá khổ trong thời gian qua, mà lúc này mình khóc bởi vì mình cảm thấy rằng bên trong mình rất hạnh phúc. Bên trong mình tràn ngập một cái tình yêu thương vô điều kiện với con. Mình không mong cầu gì cả, và mình hạnh phúc bởi vì mình biết rằng là bức thư này đăng lên trên trang cá nhân của mình, là cả nhà mình được giải thoát khỏi nó, khỏi cái vấn đề đó. Mình cũng không ngờ rằng là chỉ sau một đêm thì bức thư đó đã có sức lan tỏa rất là lớn. Hàng đêm thì mẹ con mình vẫn hay lên mạng để đọc tất cả những cái comment đó, xem đó là một cái động lực. Bởi vì rất nhiều cái câu chúc lành dành cho con trai của mình, những cái điều đó đã đem lại cái năng lượng tốt cho mẹ và con. Chúng mình đã đi qua một cách dễ dàng hơn. Sau đó thì con vào trường nghề. Những trải nghiệm của con ở trường nghề thật sự là hạnh phúc. Mỗi ngày mình chở con đi học, hỏi con hôm nay có gì vui, con đều líu lo kể cho mình. Nhưng mà nghe cái giọng điệu của con ở sau lưng, mình cảm giác được rằng cái niềm hạnh phúc của con mỗi ngày đi học nó luôn luôn dâng trào. Con luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng sớm để được mẹ chở đi học, được đến trường. Và mình cũng hiểu ra rằng là để làm một trường học hạnh phúc thì phải như thế nào. Rồi thời gian trôi qua, con cũng đã tốt nghiệp trung cấp. Con lại tiếp tục liên thông lên cao đẳng. Tháng 7 vừa rồi, con cũng đã hoàn thành việc bảo vệ đồ án, tốt nghiệp cao đẳng. Mình cũng hơi lo lắng một chút, bởi vì con vốn nhút nhát, tự ti, ruột rè trước đám đông. Bởi vì từ bé, việc học tập của con nó không có tốt lắm. Cái kết quả lại không như sự lo lắng của mình. Phần đồ án, con viết được thầy đánh giá rất cao. Con trình bày với một phong thái tự tin. Và mình vỡ òa hạnh phúc vào lúc đó, thấy rằng là con đường con chọn thật sự đã đúng với con rồi. Cái nghề làm cha làm mẹ nó quá khó khăn, mà chưa có một cái trường nào đào tạo để cho ra những ông bố bà mẹ thật sự vững vàng, thật sự bình an để đồng hành cùng con. Và mình cũng nhận ra cái quá trình mình đi cùng con, không chỉ con trưởng thành đâu, mà cả bản thân mình cũng trưởng thành lên rất là nhiều. Và chúng ta sẽ biết ơn những đứa con của mình, những người thầy vĩ đại xuất sắc của mình đã giao cho những mình, cho chúng mình bài tập khó. Thì khi đó cả bố mẹ và con cái sẽ trở nên bình an, hạnh phúc bên nhau trong sự trưởng thành về mặt tâm thức của mỗi người. Và cái hành trình đó sẽ thật sự là hành trình hạnh phúc. Dạ, chắc mẹ cũng đang ở trường quay nên mẹ sẽ hơi bất ngờ. Con quay video, có vài lời con muốn nhắn tới mẹ. Khoảng thời gian, con thi cấp 3. Con biết được mình bị trượt. Lúc đó con cũng đã từng suy nghĩ là con trách móc mẹ. Mà nó bị suy nghĩ thoáng qua đó. Chắc là việc trách móc mẹ cũng chỉ giúp an ủi bản thân con thôi. Thế giờ là cái khoảng thời gian con học được nghề. Nếu các bạn trên trường khác chụp ảnh đăng lên cách về trên mạng xã hội thì nó mới còn thấy hơi chạnh lòng. Kiểu như mình bị tách biệt với thế giới. Mà sau khi học một thời gian là con cũng thấy là môi trường này nó khá hợp với con. Cuối cùng là con cảm ơn mẹ vì mẹ đã làm mọi thứ để giúp con vượt qua những khó khăn bằng chính sức lực và khả năng của con. Con thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì điều đó giúp con trưởng thành hơn. Cảm ơn mẹ chị.
rất là cảm ơn trường quay đã cho mình một món quà như thế ạ. Bởi vì bạn con của mình không dễ dàng nói ra cảm xúc như thế đâu ạ. Con là một đứa sống khá là khép kín và con không dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình đâu. Đôi khi mình cũng nghi ngờ không biết con có cảm nhận được mẹ hay không. Để con có thể nói ra những điều đó, để bây giờ mình thật sự là hạnh phúc. Bởi vì mình nghĩ rằng là con đã thấy được. Thật sự là biết ơn chương trình. Trước một biến cố xảy ra, ta thường rất lo lắng và sợ hãi. Đó là tâm trạng rất dễ hiểu. Làm cha mẹ cũng vậy, thậm chí nỗi sợ hãi và lo lắng của cha mẹ còn lớn hơn. Nhưng nếu ta không tự nhận thức được những cảm xúc đó, lại đem tất cả những lo lắng và sợ hãi bên trong trút ra bên ngoài, dễ hóa thành cơn tức giận. Cuối cùng thì không phải biến cố đó đẩy con xa khỏi thành công, mà chính cách hành xử của cha mẹ mới đẩy con xa khỏi chúng ta. Vậy làm thế nào để những lo lắng và sợ hãi không nhấn chìm chúng ta? Trước hết, khi cảm xúc bên trong bị xáo trộn, ta hãy trở về với bản thân mình, kết nối với bản thân để nhận ra tất cả những cảm xúc thật bên trong, gọi tên và chấp nhận nó, cả những gì đẹp đẽ và xấu xí. Chấp nhận là bước đầu tiên, cũng là bước khó khăn nhất. Vì trong cuộc sống này, sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân dễ khiến ta bị tổn thương, bị cô lập, gia đình thất vọng, mọi người quay lưng. Điều đó khiến ta càng sợ hãi. Vì vậy, chúng ta thường chọn gồng mình để tạm hòa nhập yên ổn với mọi người. Nhưng những gì tồn tại bên trong mới là thứ quyết định cách ta hạnh phúc và khổ đau bên ngoài. Khi cảm xúc bên trong được chấp nhận, nó giống như quả bóng được xì bớt hơi. Và chỉ khi lắng mình lại, hiểu thấu bản thân, ta mới có thể bình tĩnh để lắng nghe và dẫn dắt con. Chậm lại một phút để thở cùng nhịp với trái tim của con, rồi ngã rẽ nào cũng sẽ mở ra con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc.